ơi, tại sao có cái cặp đôi lại đẹp đôi đấy như vậy. Chúc anh chị sẽ luôn luôn yêu thương nhau, luôn luôn đùm bọc chia sẻ lẫn nhau, cũng như là sống với nhau thật là hạnh phúc. Cặp 1, chị đánh dấu 1 ở đây cho em biết này. Chuyển xuống cuối hẳn luôn. Chỉ cho tin sử dụng cụ thể.